Ừ, được các bạn. Nhớ là từ tôi nó, tôi nhớ nó cận tử đó. Bây giờ chúng ta làm thủ tục tú này thì tôi cần đợi đặt trong cái xe cứ cái xe ra lồng cho họ tự vấn đề thì cứ họ chỉnh tự trận đấu này nó chuyển nó phải tạo gì để mua chỉ mua nhiều thì nhiệt to vấn đề tức là mua thay vì dùng nó trong này cho cái kỳ cho những cái gì trong phương diện sản phẩm khó lắm à, so sánh theo cái do lúc nâng chỉ nói chỉ à, giờ thì muốn ít xíu là phải suy sinh hành nhau đồ đồ thấu khó đó này giờ là tôi thấy bên mông lo mà chống sỏi ở chống mua nhiều là những mua sẽ được làm mua nhiều phú lượng từ này thì mà cái những mua thay những mua chuyển tàu những chuyển tàu phú lượng từ thế gì thì chắc từ từ thì sẽ được nhau đầu tư chuyển nhà là được rồi được khó lọc cái thì ba chuyển tàu của mình sẽ được phát tu sửa thế này thì giờ xin chỉ kiện bên của đề hồng mà lại hay là phải sai quay thông chuyển động này chỉ dùng đi vào cái quy mô chỉ đầu thì cái cụ sản xuất này phải đầu tư sửa xe sản xuất Cái tiệm bé mong là chị xe anh kia tiệm cho mua và mua chị đi cũng đã lâu 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 mua lúc của sẽ chạy làm thật thì đó này tiệm bé luôn luôn tùy sẽ chị hết chị mua nhiều bố lăng tư cho mấy nhỏ nó là tốt cần tao nó là cái sự như nó lo chị mua hai lo chị thân giờ hai lo hai tiền chọn nhẹ nó lo lử đâu nay ta sử dụng chọn nhẹ tiền á giờ hai à mẹ mẹ ấy sẽ là sử là mất trâu trâu một cần tao hay tết thầu ấy tết thầu ấy cho họ chị nó mua nó là họ xin nó xin nó em mua đi trả là họ xin căng xì nó em mê mê thế nó mình nhận là chị tôi cần đã nói chị thế này thì tôi nói cho của tôi đã lắm em non ra tụt tú nữa tới mà là tôi cần tới dọn chị là chị nha mà bây giờ sắp lời đi nữa thế là giống nhiều năm không lắng đủ sẽ chị nó dù tôi chia lợi chị tới ra lợi mà nó tới chậm nhỏ nó ra cỡ ta nó chị hay tiền à ý là lo lùm lo hay tiền ở thôn này ạ ở thôn sắp lo đi hết cỡ ta giờ cho chị ở thôn rất kỹ chuẩn nhẹ cho chị thôn tao rất kỹ chuẩn nhẹ chị lại cỡ chị tiền đi thôi đó tức là tiền ba nhà tiền hay là lên đó mới nhả lên đó e ướp tay là e mua chỉ bé mà chỉ hút số tông đó chưa cho mẹ mẹ số số từ xe nè nên từ phao hết từ giờ lâu chị ơi giờ đi gì nó vác bé với chị là còn có lúc già vẫn có lúc chị lâu mà vừa lâu đó chị có lúc giờ chị mua bé thực không à chế lên mình dưới lên mình dưới sửa à nhau nhau đi à không lên cũng tụ đi hàng được tụ về vậy cho coi ở chế lại thì cha như là cần chế khói khó lò thế xí tôi già tôi cũng chúng mua khó sần gì nữa lên tới đây đây phải là bây giờ thì chị lên tới phải không coi cũng mới nhưng mình đang dưới bây giờ cho lúc hôm lia cho tôi cha cho lúc hôm lia này cho một tôi à ít thì nó chả có lấy thì trong tôi thêm một tôi ta giờ tôi chạy ở bên nó là chỉ ta mà tới giờ trong chờ mà không đấy mà cô rồi với tôi nó không một lần trong một biến à lúc này này tì hay là bá chị nữa đúng rồi tì không có chị à đây là nó bên lò trong lần gì chúa mới nhớ ông một con không mẹ tư cần nhà trụ tông mà tông nó sẽ luôn muốn hỗ trợ rồi không nên xài tay mới luôn
bây mới lúc nào họ là thật chỉ tớ mà tông đâu cho nên mà tông nó trở đi hổ hơi xả hay là chỉ cố cho dễ chịu. Ờ rồi hết tiền mà tông nó chỉ trông cho dễ chế cho chế cho em chỉ mà nâu hết chỉ chay thơm không em muốn hát tóc thơm bên phải ơi luôn được câu thôi bay muốn lúc nào xì xì lần tị ya cô yêu chia sẻ chuyện chứ chứ chúng tôi có tư mân tỏ ít cho nên ấp lờ cái này yêu chờ thấy văng chưa chờ thấy văng cả thấy văng mút cơ nên được cầu được có lắm mua hoặc tờ sách tặng nó lắm mua chà trong cuộc sống nó chỉ chỉ lo hàng là nhờ yên luôn đó ha giờ này phát đi hết lo rồi ờ ờ chỉ giờ thì chắc thì phun này của nó lo cơ hồ đâm bay cơ bay là một tuần cho họ cho chủ chỉ tao hú đi tao hú kia tán lo đi rồi tôi vừa lấy chua lò hết trả thì chỉ một tua thì nó là đây đi áo luôn gì sao ก็ได้ยอชุดตัวนี้จอโฮเลียนเนี่ยก็มีจอลุงจันทร์เนาะ